Hello anh em, xin chào toàn thể anh em. Tiếp tục hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em mẫu giò đánh cung lúng Tà Đồng, loại giò bằng cáp lụa. Đây, để bớt ở đây cho đỡ vướng nha. Hàng rất là nhiều nha anh em nha. Đây, để bộ đây giới thiệu cho anh em thôi. Đây là một bộ giò khi được gửi đến cho anh em sẽ được đóng gói cẩn thận như thế này. Một bộ 20 chân hoặc 10 chân hoặc 30 chân hoặc bao nhiêu chân thì tùy anh em đặt, mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em. Có hai màu, đó là màu cỏ khô và cỏ tươi. Đây cỏ khô, đây là màu xanh lá chân đồng, cáp lụa bọc nhựa inox 304 và được nhuộm màu, không bị bong chóc. Đây thì cáp của nó đây, nguyên cuộn đây anh em này. Nguyên cuộn đây. Cuộn này là cuộn 4.000m. 4.000m anh em nha. Đây, nguyên cuộn nặng chân. Ui, nặng lắm. Cáp lụa bọc nhựa. Đây cáp nguyên bản của nó đây anh em này. Để cho anh em xem biết là cái chất lượng của cái bộ giò nó như thế nào. Đây là sợi cáp lụa bọc nhựa này anh em nhé. Chắc là cũng hơi khó nhìn. Cáp lụa bọc nhựa. Và sau đó là sẽ được xử lý nhuộm màu như thế này. Qua rất nhiều video đi đánh thì anh em xem ở đây. Cắm giò thì cắm, anh em cắm nó như này, hơi nghiêng một tí này, nó có độ. Chúng tôi. Đấy, video đi đánh chim cung lúng Tà Đồng thì bộ giò này thì nói thật là anh em đã nhiều anh em mua và đánh rất là ok, bản thân mình đi đánh rất là ok. Cái cáp này, cáp lụa này chuyên cho dùng cho việc đi đánh Tà Đồng. Loại cáp này bây giờ là nó lớn hơn cái mẫu giò cáp cũ trước. Cáp cũ trước thì đi nhập về, nhưng mà cái loại đấy cáp nhỏ cho nên là có thể là nó chỉ mắc một con thôi mà nó bị xoắn, hoặc là nó bị cái dưa cáp này này nó bị biến dạng, không thể phục hồi anh em nhé. Thế nhưng mà cái cáp này nó lớn hơn một chút cho nên là anh em rất ok, đúng vừa tầm luôn. Vừa tầm, không bị xoắn mà vẫn bảo đảm được cái độ nhạy. Tuyệt vời. Đây là bộ giò cung lúng. Bỏ cái này ra đây. Thì miền Bắc bây giờ mới là đầu tháng 6 thì mới vào vụ. Thì anh em đặt hàng. Đây số này chắc là ngày mai thì lấy sang tuần gửi, đầu tuần gửi là hết. Sang đầu tuần gửi là hết. Thì kể cả anh em mua cáp lẻ hoặc là mua các phụ kiện để ráp, cái dây liên kết này, chân đồng này, hoặc là bất cứ cái gì khoen đồng các thứ mà anh em có nhu cầu mua thì mình cứ báo mình gửi. Anh em về nhà thích tự làm theo của mình thì làm, hoặc là không thì mua theo cái mẫu mình làm sẵn đây. Đấy, mẫu nó chuyên để đánh cung lúng gà đồng. Có thể đánh được cả cuốc, bình bịp bằng cái này rất là ok anh em nhé. Đấy, thì ngoài ra thì còn gà giả đây, gà cung lúng một giả đây. Đây là con trống này đây anh em nhé, trống và trống mái đủ cả, mái đây rất là nhiều. Kia để ngoài kia tí chụp ảnh cho, tí quay camera cho anh em xem. Thì anh em cần mua loại gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình của mình. Đấy, thì bộ giò đánh rất sướng nhậm, cáp này nó trơn nhạy, rất là nhạy, chứ nó không như cái loại cáp mà phun sơn. Cáp phun sơn thì nó
có độ sần sùi, nó sẽ kém cái độ nhạy. Cái cáp này thì cực kỳ nhạy luôn anh ạ. Bóng nó giữ được cái độ, nó giữ được cái sợi cáp nguyên bản, nó không bị xù xì hoặc là gì cả, nó giữ được cái sợi cáp nguyên bản anh em chơi. Thì một bộ giò này hiện tại mình đang bán là giá là 230.000, đã bao gồm cả cước vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhá. Thông báo giá luôn là 230.000, đã bao gồm cước vận chuyển đến tận nhà. Thì anh em mua thì chỉ cần để lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại là mình sẽ gửi hàng đến tận nhà cho anh em. Anh em nhận hàng được kiểm tra và ưng ý thì lấy rồi thanh toán tiền cho cái người đi giao hàng là được, chứ không phải đặt cọc hoặc không phải chuyển khoản gì trước anh em nhé. Yên tâm, bảo đảm với anh em là chất lượng, giá cả vô cùng hợp lý nhé. Đây, anh em ngắm bộ giò này. Đây, bộ này tháo ra tháo vào sụp sạch. Đây là màu xanh anh em nhé. Đây, bỏ ra một chân để cho anh em xem này. Đây, bỏ một chân cho anh em xem đây nhé. Này. Đây, không biết anh em nhìn có rõ không? Đây là một chân này. Đấy. Đây là chân đồng này. Chân đồng thì được đập bẹp. Đấy, được đập bẹp và mài nhọn để anh em cắm nó dễ mà không bị xoay. Thế còn cáp đây, khoen đồng, dù siêu bền. Đấy. Rất là nhạy anh em nhé. Thì đây là một bộ giò hoàn chỉnh như vậy. Anh em mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại thôi, bởi vì cái hàng này nó là hàng chất lượng rồi, anh em dùng nhiều biết rồi, được khẳng định rồi. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ qua số điện thoại là mình sẽ gửi đến nơi, anh em được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Nhớ là được kiểm tra hàng thoải mái trước khi phải thanh toán, cho nên là anh em cứ yên tâm, không phải lăn tăn cái vấn đề gì cả. Video là đến đây là hết. Xin chào toàn thể anh em. Anh em xem video nhớ đăng ký ủng hộ kênh để mình để xem các video tiếp theo. Xin chào anh em.